người đặc biệt như Doctor Trent, thông minh sở hữu rất nhiều bằng khen. Xuất sắc từ học cho tới thực hành khiến ông chê bai những kẻ thấp hèn. Ngạo mạn cứng đầu trở thành thói quen. Bác sĩ nhưng chỉ quan tâm cái tên danh tiếng cho mình, coi thường người khác, chỉ biết tập trung cho lợi ích cá nhân. Anh thường xuyên dùng lời xúc phạm và luôn cho rằng mình luôn luôn đúng. Đúng luôn tin khả năng của mình, không ai qua được, không như bè thao túng. Nhưng không may ông bị tai nạn khi đi xe với tốc độ cao, tập trung vào một bệnh án khiến chiếc siêu xe của ông nó phải đổ nhào. Sự nghiệp của ông bắt đầu xấu đi khi biến chứng của vụ tai nạn khiến đôi tay mổ não thượng thừa, giờ phải rơi vào trạng thái khủng hoảng. Một lòng trung thành trong giới khoa học nhưng lại phát điên vì không thể trị, không tìm ra được sự cứu vớt, nhưng ông nghe tin được thứ kỳ dị. Một người tưởng chừng không thể đi nổi lại xuất hiện như một người bình thường. Ông ta đã nói với Trent về nơi có thể chữa trị một cách phi thường. Rồi Trent tìm đến một nơi xa lạ, mong muốn phép màu cứu lấy đôi tay. Rồi kết quả là gặp được thầy đã dạy phép thuật ở Kamatai. Ở các thiên tài không thể làm khó với sức học hỏi của Dr. Chen. Bắt đầu sử dụng phép thuật cả chiều không gian của từ nơi khác xa. Được đào tạo bởi AC Quan, thượng cổ tôn giả và còn lớn tuổi. Ông tìm ra được những cấp thuật mà rất nhiều người bỏ mạng theo đuổi. Khám phá sức mạnh của viên đá thời gian, tái tạo lại các trang bị mất, phát hiện ra những thứ kinh khủng và cách sư phụ sống sót lâu nhất. Đầu đề đi trước lâm vào tà đạo, xuất hiện trở lại muốn chiếm tất cả. Áo choàng phù thủy nó lại chọn Trang cùng ông chống lại những bọn đến phá. Sư phụ của ông cũng phải qua đời vì cứ sử dụng viên đá là có thiên tai. Mà chứng kiến không biết bao lần những thứ hủy diệt không chừa một ai. Những kẻ phản đồ phá hủy thánh đường để không gian tối dễ bề tấn công. Ông đã phải dùng viên đá thời gian để gây áp lực những người muốn chống. Thánh đường New York được ông bảo vệ cho đến khi thế chiến xảy ra. Ông sắp thò tìm đến Odin khi bọn Thanos là mối đe dọa. Trent bị bắt nhưng ông đã nhìn thấy cả kết quả. Trong hơn 14 triệu các phương án thì cách duy nhất là giao viên đá, đổi lấy mạng của Iron Man. Và đúng như những gì ông làm, phù thủy tối thượng làm việc thông minh, không muốn thấy hành tinh lụa tàn. Họ thấy ông đã giao viên đá, nhưng ở nơi ông đã thấu thời gian. Endgame chiến thắng chỉ lần duy nhất bởi Iron Man và số 3000. Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. What? I'm kidding. Look, keep up the good work.